Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi thông tin nóng trên kênh tin tức của Báo Tiền Phong. Tổng thống Vladimir Putin ngày 22 tháng 11 xác nhận Nga sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt tên lửa đạn đạo Oresnik mới sau khi vũ khí này được sử dụng trong chiến đấu lần đầu tiên vào hồi đầu tuần tại Ukraine. Theo RT, phát biểu tại một cuộc họp ở Kremlin với lãnh đạo Bộ Quốc phòng và đại diện của ngành công nghiệp quốc phòng, Tổng thống Putin nêu rõ hệ thống tên lửa Oresnik là một trong những tiến bộ quân sự mới nhất của Nga, không phải là phiên bản hiện đại hóa của một loại vũ khí cũ của Liên Xô. Tên lửa Oresnik là sự phát triển mới dựa trên công nghệ siêu thanh tiên tiến và vật liệu hiện đại. Ông Putin tuyên bố, chưa có quốc gia nào trên thế giới có vũ khí như vậy. Các nước khác đang nghiên cứu phát triển tương tự, nhưng họ sẽ không có hệ thống tên lửa này ít nhất trong 1 đến 2 năm nữa. Trong khi đó, chúng ta hiện đã có nó, đó là một lợi thế quan trọng. Nhà lãnh đạo này nhấn mạnh, hiện tên lửa Oresnik không có đối thủ và không thể bị đánh chặn. Người đứng đầu nước Nga nói, đó là kết quả của công trình được thực hiện trong điều kiện của nước Nga mới và hệ thống này được tạo ra để đáp ứng nhu cầu quốc phòng đương đại. Ông Putin xác nhận, một số hệ thống Oresnik đang được thử nghiệm tại Nga và quyết định bắt đầu sản xuất hàng loạt đã được đưa ra. Dự kiến sẽ có thêm nhiều hệ thống tên lửa được chuyển giao cho lực lượng tên lửa chiến lược của Nga trong những tháng tới. Lần đầu tiên tên lửa Oresnik được dùng trong chiến đấu là ngày 21 tháng 11, khi nó được sử dụng để tấn công một cơ sở quốc phòng của Ukraine tại Dnipro. Đó là Yuzhmat, một trong những cơ sở công nghiệp quốc phòng lớn nhất của Ukraine, nơi sản xuất thiết bị tên lửa và các loại vũ khí khác. Theo Tổng thống Putin, tên lửa Oresnik được sử dụng để đáp trả cuộc tấn công của Ukraine vào sâu trong lãnh thổ nước này bằng các loại vũ khí tầm xa do Mỹ và Anh chế tạo như tên lửa ATACMS và Storm Shadow. Oresnik được mô tả là vũ khí siêu thanh tầm trung được thiết kế để tấn công với độ chính xác cao. Theo Bộ Quốc phòng Nga, tất cả các đầu đạn của tên lửa này đều bắn trúng mục tiêu trong lần triển khai ngày 21 tháng 11. Ngày 22 tháng 11, Thống đốc khu vực Kursk của Nga Alexei Smirnov cho biết Ukraine đã trả 46 công dân Nga bị lực lượng nước này bắt giữ khi xâm nhập vào Nga vào hồi tháng 8 năm 2024. Quyết định trao trả diễn ra sau các cuộc đàm phán đầy khó khăn và kéo dài giữa Nga và Ukraine, Belarus và Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế. Song cuối cùng cũng đã mang lại kết quả. 46 người dân quận Sudza, giáp khu vực đông bắc Ukraine đã trở về Nga qua Belarus sau một thời gian bị giam giữ ở Ukraine. Dựa theo hình ảnh video được công bố, trong số 46 người Nga được thả có nhiều trẻ em và người già. Đến nay, có ít nhất 122.000 cư dân Nga ở Kursk đã phải sơ tán khi quân Ukraine xâm nhập và tấn công. Hiện vẫn còn một lượng quân của Ukraine ở khu vực này. Trong diễn biến liên quan đến căng thẳng giữa Nga và Ukraine, kể từ khi ông Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ cách đây hơn 2 tuần, Tổng thống Ukraine dường như đã hạ thấp mục tiêu trước đó là đánh bại Nga trên chiến trường. Ông Zelensky nói trong một cuộc phỏng vấn vào tối 20 tháng 11 với Fox News, Ukraine không thể thừa nhận về mặt pháp lý đối với bất kỳ lãnh thổ nào Nga chiếm của chúng tôi, trong đó có những phần lãnh thổ bị chiếm giữ từ năm 2014. Tuy nhiên, chúng tôi không thể tiếp tục chiến đấu cho đến khi Crimea được trả lại. Chúng tôi hiểu rằng Crimea có thể được trả lại bằng ngoại giao. Điều này được cho là dấu hiệu xuống thang của nhà lãnh đạo Ukraine khi trước đó, ông Zelensky từng tuyên bố trong cuộc họp trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng 9 rằng xung đột không thể dễ dàng chấm dứt. Đó là lý do tại sao cuộc chiến này không thể được xoa dịu bằng các cuộc đàm phán. Theo RIA Novosti, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân nếu cần thiết, nhưng không có ai trong giới lãnh đạo nước Nga muốn làm điều này. Kênh truyền hình Arabia trích dẫn đoạn trích từ cuộc phỏng vấn độc quyền với ông Medvedev. Nói về việc Moscow sử dụng vũ khí hạt nhân, ông Medvedev nhấn mạnh rằng điều này là tự nhiên khi cần thiết, mặc dù thực tế là chúng tôi không cố gắng đạt được điều này. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga nói thêm rằng không có kẻ khờ nào trong giới lãnh đạo Nga, đồng thời nhấn mạnh ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân đã được hạ xuống phù hợp với các nguyên tắc mới về gia đề hạt nhân. Ông Medvedev cũng nhắc lại trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình rằng xung đột ở Ukraine có thể kết thúc ngay khi NATO ngừng thúc đẩy chiến sự. Thay vào đó, ông cho biết tên lửa đạn đạo Oresnik sẽ thay đổi đường hướng hành động ở Ukraine. Đề cập tới khả năng chấm dứt xung đột ở Ukraine, ông Medvedev cho biết Moscow nhìn thấy ở Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump là một con người thực dụng và có khả năng chấm dứt chiến sự. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga cũng nhấn mạnh trong cuộc trò chuyện với kênh Al Arabiya rằng Moscow không trông cậy vào ông Trump hay bất kỳ ai khác, đồng thời lưu ý rằng Nga chỉ trông cậy vào lực lượng và khả năng phòng thủ của chính mình và chúng tôi sẽ giành chiến thắng trong cuộc xung đột Ukraine. Theo ông Medvedev, Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden sẽ để lại cho Tổng thống đắc cử Donald Trump
một di sản khó khăn liên quan đến xung đột Ukraine. Trong một diễn biến khác, theo RIA Novosti, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 22 tháng 11 đã tổ chức cuộc họp tại Điện Kremlin với lãnh đạo Bộ Quốc phòng, đánh giá về tầm quan trọng của tên lửa Oresnik mới đối với Nga. Tổng thống Putin cho biết, kết quả đạt được và tốc độ phát triển của vũ khí này gợi lên niềm tự hào và ngưỡng mộ. Các cuộc thử nghiệm hệ thống này cho thấy, lĩnh vực khoa học tên lửa trong nước có khả năng giải quyết các vấn đề nhằm đảm bảo chủ quyền của Nga. Tổng thống Putin khẳng định, những phát triển như tên lửa Oresnik có tầm quan trọng sống còn đối với đất nước. Theo ông Putin, tên lửa Oresnik không phải là sự hiện đại hóa các hệ thống cũ của Liên Xô, chúng là kết quả công việc của các chuyên gia hiện tại. Trong thời gian tới, Oresnik sẽ được đưa vào sử dụng trong lực lượng tên lửa. Quyết định sản xuất hàng loạt vũ khí này đã được đưa ra và được tổ chức một cách thực tế. Sau vụ tấn công của Nga bằng tên lửa siêu thanh Oresnik mới trong ngày 21 tháng 11, đại sứ Ukraine tại Anh, cựu tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine VSU Valery Zaluzhny tuyên bố về thế chiến thứ ba. Tờ Politico dẫn lời ông Zaluzhny nói rằng, thế chiến thứ ba vốn được dự báo từ rất lâu đã bắt đầu ngay trong năm 2024. Cho rằng có thể ngăn chặn điều đó xảy ra trên lãnh thổ Ukraine, song cựu tư lệnh quân đội quốc gia Đông Âu đặt ra nghi vấn vì lý do nào đó các đối tác không muốn hiểu điều này. Đại sứ Zaluzhny kêu gọi cộng đồng quốc tế đưa ra những kết luận đúng đắn và chấm dứt xung đột ở Ukraine, nhấn mạnh rằng các nhà lãnh đạo thế giới vẫn chưa nhận ra tầm quan trọng của vấn đề này. Ngày 21 tháng 11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới phản ứng cương quyết đối với việc Nga sử dụng tên lửa siêu vượt âm thế hệ mới có tên là Oresnik để tấn công vào nhà máy Chuzmas ở Dnipro. Cho rằng sự kiện này đánh dấu bước gia tăng căng thẳng lớn về quy mô của cuộc xung đột hiện nay, ông Zelensky viết trên mạng xã hội, thế giới phải phản ứng, hiện giờ chưa có bất cứ phản ứng cương quyết nào từ thế giới. Ngày 19 tháng 11, ông Zelensky đã nói với hãng tin Fox News của Mỹ rằng Ukraine sẽ thua trong cuộc xung đột với Liên bang Nga nếu Mỹ cắt viện trợ quân sự. Ông Zelensky tuyên bố, nếu họ cắt viện trợ, tôi nghĩ chúng tôi sẽ thua và cho biết thêm, chúng tôi sẽ chiến đấu, chúng tôi có khả năng sản xuất nhưng không đủ để giành chiến thắng và tôi nghĩ điều đó cũng không đủ để sống sót. Tổng thống Ukraine nói với Fox News rằng, sự đoàn kết giữa Ukraine và Mỹ là điều quan trọng nhất. Ông Zelensky cho rằng ông Donald Trump có thể gây ảnh hưởng đến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin để chấm dứt xung đột vì ông ấy mạnh mẽ hơn ông Putin rất nhiều. Trước đó cùng ngày, Bộ Ngoại giao Ukraine cũng hối thúc cộng đồng quốc tế phản ứng nhanh chóng trước việc Nga sử dụng loại vũ khí mới. Về phía Mỹ, Phó Thư ký báo chí Bộ Quốc phòng Mỹ Sabrina Singh tuyên bố Mỹ không muốn đối đầu với Nga nhưng sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Bên cạnh đó, theo bà Sabrina Singh, trong khi giúp đỡ Ukraine, Mỹ không cố gắng biến cuộc xung đột này thành một cuộc đối đầu khu vực quy mô lớn vượt ra ngoài biên giới quốc gia này. Theo hãng thông tấn TASS của Nga, nhận định về tư thế hạt nhân của Nga sau vụ tấn công bằng vũ khí siêu thanh tầm trung mới, quan chức Lầu Năm Góc nói rõ, chúng tôi chưa thấy bất kỳ sự điều chỉnh nào của Moscow và chúng tôi cũng chưa điều chỉnh tư thế hạt nhân của mình để đổi lại. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có bài phát biểu trên truyền hình gửi tới toàn quốc vào tối ngày 21 tháng 11, trong đó tuyên bố rằng để đáp trả quyết định của phương Tây cho phép Ukraine tấn công tầm xa vào Nga, Moscow đã sử dụng tên lửa đạn đạo siêu thanh tầm trung Oresnik mới lần đầu tiên. Tên lửa này được trang bị đầu đạn thông thường nhưng cũng được thiết kế để mang theo đầu đạn hạt nhân. Theo lời ông Putin, Nga có quyền sử dụng vũ khí của mình chống lại các cơ sở quân sự của các quốc gia, cho phép sử dụng vũ khí của họ chống lại các mục tiêu ở Nga. Khi sử dụng Oresnik trong tương lai, Nga sẽ đưa ra cảnh báo trước, cho phép dân thường rời khỏi các khu vực được chỉ định là nguy hiểm. Trong bài phát biểu trước công chúng, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, Moscow có quyền tấn công các cơ sở quân sự của những nước đã cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của họ tập kích lãnh thổ Nga. Nhà lãnh đạo Nga cam kết sẽ có phản ứng quyết liệt đối với bất kỳ hành động gây hấn nào. Đài RT của Nga dẫn lời Tổng thống Putin cho biết, chúng ta sẽ xác định mục tiêu trong những cuộc thử nghiệm tiếp theo đối với các hệ thống tên lửa mới nhất của mình, căn cứ vào các mối đe dọa đối với an ninh của Liên bang Nga. Tôi tin chúng ta có quyền sử dụng vũ khí của mình chống lại các cơ sở quân sự của những quốc gia cho phép sử dụng vũ khí của họ chống lại các cơ sở của chúng ta. Ông Putin cáo buộc Mỹ đã tàn phá hệ thống an ninh quốc tế, làm gia tăng nguy cơ xảy ra xung đột toàn cầu.
Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh, Moscow luôn ủng hộ giải pháp hòa bình và sẵn sàng giải quyết mọi vấn đề gây tranh cãi, đồng thời cũng chuẩn bị đối phó với mọi tình huống. Ông Putin nhắc lại việc quân đội Ukraine đã phóng tên lửa Storm Shadow do Anh sản xuất và tên lửa HIMARS do Mỹ chế tạo vào các mục tiêu nằm ở các vùng biên giới Bryansk và Kursk của Nga. Cả Anh và Mỹ đều chưa lên tiếng chính thức bình luận về thông tin trên. Tổng thống Nga Putin đã ra lệnh ban hành học thuyết hạt nhân mới của Nga, 2 ngày sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden cho phép Ukraine tấn công các mục tiêu sâu bên trong nước Nga bằng vũ khí tầm xa do Mỹ sản xuất. Theo học thuyết hạt nhân sửa đổi, Nga sẽ coi hành động tấn công từ bất kỳ quốc gia phi hạt nhân nào nhưng có sự tham gia của một quốc gia hạt nhân là một cuộc tấn công chung vào Nga. Ngoài ra, Nga có thể đáp trả bằng vũ khí hạt nhân khi có mối đe dọa nghiêm trọng đến chủ quyền của nước này. Phát biểu với báo chí, Điện Kremlin cho biết, các thế lực thù địch phải hiểu rằng việc trả đũa là điều không thể tránh khỏi đối với hành động tấn công Liên bang Nga. Theo giới phân tích, học thuyết hạt nhân sửa đổi của Nga là thông điệp mạnh mẽ gửi tới những nước phương Tây ủng hộ Ukraine, nhắc nhở họ về nguy cơ rủi ro, khiến các nhà hoạch định chính sách của họ phải suy nghĩ kỹ về hậu quả có thể xảy ra khi cung cấp vũ khí tinh vi và có tầm bắn xa hơn cho Ukraine. Trước đó, Nga đã nhiều lần nhắc đến mối đe dọa hạt nhân để cảnh báo những nước hỗ trợ Ukraine. Sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố vào đầu năm 2024 về việc ông không loại trừ khả năng đưa quân đội đến Ukraine, Tổng thống Nga Putin đã ra lệnh tiến hành một cuộc tập trận vũ khí hạt nhân chiến thuật để đáp trả những gì ông gọi là mối đe dọa từ phương Tây. Điện Kremlin cũng cảnh báo những rủi ro to lớn xung quanh việc Mỹ và châu Âu cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine hoặc hậu quả nghiêm trọng khi họ chuyển giao hệ thống phòng không Patriot cho Kiev. Nhưng việc sửa đổi học thuyết hạt nhân lần này dường như được thực hiện để tăng thêm mức độ răn đe của Nga, đặc biệt là khi chính quyền mới chuẩn bị nhậm chức tại Washington. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mời quý vị tiếp tục theo dõi những thông tin đáng chú ý khác trong các bản tin tiếp theo.